Sau khi có mặt tại thành phố Quy Nhơn xinh đẹp, bạn tiếp tục di chuyển bằng xe ôm hoặc xe taxi qua cầu Nhân Hội và men theo quốc lộ 640 cũ khoảng 30 km là check-in Trung Lương thuộc thôn Trung Lương, xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Khu du lịch này sở hữu một vị trí tuyệt đẹp với núi non hùng vĩ, hướng ra biển xanh bao la, sóng nhẹ nhàng êm ái với bờ cát trắng mịn màng trải dài ôm sát ven núi, đan xen trong những tảng đá tự nhiên nhấp nhô như ô che nắng. Từ đỉnh chòi Lá Trung Lương đi xuống bãi cát, bạn sẽ chinh phục chính mình với hơn 200 bậc tam cấp đá, thoai thoải uốn lượn quanh triền núi, giới trẻ yêu phượt ví như đảo Jeju ở xứ sở Kim Chi. Đi ra ngoài trên những bậc đá này, bạn được ngắm toàn cảnh bãi biển hiền hòa và nghe gió biển thốc vào vách núi từng hồi vi vu. Các bụi trần ai rũ bỏ bởi những hơi nước mát từ biển xanh ùa về, chỉ còn lại hương thơ nồng nàn. Gió không phải là roi mà vách núi phải mòn, em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím. Ngoài á. Sau khi chinh phục những bậc tam cấp đá, nếu mệt thì bạn có thể nhâm nhi một ly cà phê ngay quán nước ven biển để tiện thể selfie, check in một chuyến đi. Thảnh thơi đôi phút, xách giày dép trên tay để cho bàn chân bé nhỏ có cơ hội quyện vào cát trắng, thong dong bước xuống xích đu để trải nghiệm cảm giác buông lụa, hay liều mình ôm anh chàng lái cano để rồi phải thốt lên một câu: anh không thể quên em. Rồi mình tắm biển, rồi mình tản bộ biển xanh, đá chân hờn dỗi vào sóng nước, bỏ qua nhút nhát cười nói để chụp ảnh selfie quay lưu khoảnh khắc anh muốn sống bên em trọn đời. Mày đi tới.